Tập 16. Được chưa? Yên lặng chút, đừng nhục tôi. Được rồi. Sao toàn là cát thế? Cát hả? Đây là vàng. Vàng đó, toàn là vàng. Chúng ta phát tài rồi, mau mang đi thôi. Mau lên mau. Đi. Đi, đi mau. Nhưng chúng ta đi như vậy không được hay cho lắm. Anh ngốc sao? Tiền bạc không để ngoài biết, hiểu chưa? Mau chóng đưa số vàng này về Hắc Phong Lĩnh. Nhưng mà dẫu sao cũng phải báo với đại ca một tiếng. Nói anh ngu đúng là ngu thật. Chúng ta đánh xong lão Kim Câu, tất cả đồ tịch thu được sẽ phải chia đều cho trung đoàn bảo an đó, biết chưa? Tôi biết, thì làm sao? Nên chúng ta phải lặng lẽ chuyển vàng về Hắc Phong Lĩnh, không cho trung đoàn bảo an biết. Như vậy toàn bộ số vàng sẽ là của chúng ta, biết chưa? Được, đi, đi mau. Trưởng quan, Kim Tam Pháo bị chúng ta bắt rồi. Rất tốt, các anh giỏi lắm. Chúc mừng Tề đại trưởng môn giành được thắng lợi. Tề mổ may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Người đâu, áp giải Kim Tam Pháo xuống dưới. Rõ. Đi, đi. Tiểu đoàn trưởng 2, trung đoàn trưởng các anh đâu rồi? Ngài ấy đang ở ngoài thành, sắp vào thành rồi. Đại trưởng môn, cáo từ. Đại trưởng môn, chúng ta khó khăn lắm mới bắt được Kim Tam Pháo. Đi vào đâu mà giao cho họ? Hai bên thương lượng trước rồi. Tù binh giao cho trung đoàn bảo an. Vậy sao? Vậy tôi đi lấy chút rượu. Anh em ta chúc mừng một chút. Đại tráng, để lại vài người dọn dẹp chiến trường. Cầu dẫn một nhóm người đi đường bí mật về Hắc Phong Lĩnh. Gấp vậy làm gì? Khó lắm mới đánh được lão Kim Câu. Phải chúc mừng một chút chứ. Trăm tính nghìn tính, tôi vẫn tính sót một chuyện. Chuyện gì? Chúng ta ra ngoài đánh lão Kim Câu, lỡ như hạ lượng tài, đánh Hắc Phong Lĩnh thì phải làm sao? Không phải chứ. Chúng ta giúp anh ta đánh lão Kim Câu, anh ta lại làm vậy sao? Không thể không đề phòng. Bây giờ cậu về đó, ở đây để tôi giải quyết. Mau đi. Được, chúng ta đi. Kim Tam Báo, ông biết mình phạm tội gì không? Tôi biết, tôi biết. Tội chết, tội chết. Tôi chỉ hỏi ông một câu, ông còn muốn sống không? Muốn, muốn, muốn sống. Xin trưởng quan cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ cho ông một cơ hội. Có điều ông nghe cho rõ đây, đây là cơ hội duy nhất. Tôi hiểu, tôi hiểu. Trưởng quan cứ dặn dò, trưởng quan cứ dặn dò. Những năm qua ông ở lão Kim Câu thu được bao nhiêu vàng? Không được bao nhiêu, chỉ 7-8 lượng. Kim Tam Pháo, lên đường bình an. Đừng, đừng, đừng. Trưởng quan, trưởng quan, tôi nói thật. Tổng cộng 1.100 lượng. Đã mua vũ khí hết hơn 100 lượng. Còn hơn 900 lượng. Tôi giao hết cho trưởng quan. Vàng đâu? Trong két bảo hiểm. Ông chơi tôi. Trưởng quan, trưởng quan, sao tôi chơi ngài cơ chứ? Tề Chiêu, nhất định là Tề Chiêu rồi. Nhất định là Tề Chiêu đã lấy đi. Còn chuyện anh ta mở như thế nào thì tôi không biết. Như ông nói thì Tề Chiêu đã chơi trung đoàn bảo an chúng tôi sao? Trung đoàn trưởng thế nào? Trung đoàn trưởng 1, bên trong đã kiểm soát được chưa? Kim Tam Pháo bị chúng tôi bắt được rồi. Cục diện đã được kiểm soát hoàn toàn. Có điều... có điều gì? Có chuyện này thật sao? Đúng vậy, trung đoàn trưởng. Tôi đã nói đừng quá tin tưởng Tề Chiêu. Vậy tôi không vào trong nữa. Vậy ý của ngài là... giống như tôi nghĩ lần này nể tình Tề Chiêu, đánh lão Kim Câu, bắt sống Kim Tam Pháo. Chỉ cần cậu ta lên đường, tôi sẽ giao địa bàn lão Kim Câu cho cậu ta. Nhưng không ngờ cậu ta dám động thổ trên đầu Thái Tuế.
chơi khăm ông đây. Tiểu đoàn trưởng một, có cầu cử một tiểu đội áp giải Kim Tam Pháo và đám thổ phỉ về trong huyện, để lại tiểu đội hai trấn giữ lão Kim Câu. Kẻ nào dám ăn mảnh thì ép hắn nôn ra hết cho ông. Rõ. Xin chào tiểu đoàn trưởng một. Tề chủ môn bận quá nhỉ, tôi cho người gọi, một tiếng sau anh mới tới. Thật xin lỗi, tôi đã tới muộn, xin lượng thứ. Vậy lần này Tề đại chúng môn phát tài rồi. Xem anh nói kìa, việc này tôi và Hạ Lượng Tài đã nói ngay từ đầu, đội tịch thu được mỗi bên một nửa, nhiều hơn một viên đạn tôi cũng không lấy được. Tôi nhớ câu này của anh rồi. Ngoài mấy khẩu súng và đạn dược này ra, còn tịch thu được gì nữa? Trên người thổ phỉ còn tìm được một ít tiền bạc, còn gì nữa? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Hết rồi. Tề đại chứng môn, đây là phòng ngủ của Kim Tam Pháo. Anh đừng nói với tôi anh chưa vào đây. Chỗ này tôi thật sự chưa vào. Tên Kim Tam Pháo này còn xây chỗ này khá độc đáo đấy. 900 lượng vàng trong các bảo hiểm bị anh lấy làm của riêng rồi. Anh còn mặt mũi nói chưa từng vào đây sao? Vàng tôi thật sự chưa từng thấy. Lúc nãy tôi tra hỏi Kim Tam Pháo, ông ta đã khai rồi, vàng đã bị anh lấy đi hết rồi. Đó là ông ta cố tình ly gián, ngậm máu phun người. Xin tiểu đoàn trưởng minh xét. Nếu Tề đại trưởng môn không lấy thật, vậy có thể cho tôi soát người không? Xin mời. Soát. Trung đoàn trưởng, Tề chức đã giải Tề Chiêu về huyện Liễu Lâm rồi. Thật to gan, cũng tạo phản sao? Tề chức không dám, Tề chức chỉ biết phục tùng quân lệnh, giảo biện. Cậu càng ngày càng to gan rồi, dám nói dối trước mặt tôi. Tôi ra quân lệnh từ khi nào hả? Xin ngài bớt giận, là mật lệnh của ngài đốc quân. Đốc quân quả đúng, đúng thế. Mật lệnh từ khi nào? Trước khi xuất phát. Tề Chiêu đâu rồi? Xin trung đoàn trưởng thứ tội, hiện giờ Tề Chiêu vẫn chưa thể nói. Đồ chó, ăn cái táo rào cây sung, đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ngài đốc quân. Nếu cậu dám giả truyền thánh chỉ thì ông đây bắn chết cậu ngay lập tức. Trung đoàn trưởng, ngài đốc quân đang trên đường tới huyện Ngũ Lâm rồi. Cái gì? Nếu trên đường không có chuyện gì thì lúc này chắc sắp tới rồi. Quyền trưởng Hà quả nhiên bản lĩnh hơn người. Cảm ơn ngài đốc quân đã khen. Đốc quân, thực ra lần này giao với thổ phỉ là trung đoàn bảo an và Hà quyền trưởng. Chúng ta đừng ở đây ảnh hưởng tới người dân đi lại. Có việc gì đến phòng làm việc của cậu rồi nói. Ngài đốc quân, mời. Đô Chính Đại, Ngài có phải là Ngài bảo an đoàn của Y Yến Trang hạ quân mệnh lệnh? Ngài sau xa cái Y Yến Trang là một nhân tài. Cậu nói xong rồi sao? Những gì tôi chức nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời dối trá, cam chịu xử lý. Cái này chỉ trâu cái gì xử lý? Đốc quân, có phải ngài ra mật lệnh cho tiểu đoàn trưởng một của trung đoàn bảo an không? Tiểu đoàn trưởng một này là một nhân tài, cậu phải cất nhắc cho tốt. Tôi chắc đã rõ. Ngài đốc quân, Tề Chiêu sẽ bị xử lý như thế nào? 3 ngày sau, công khai xử bắn Tề Chiêu và Kim Tam Pháo, dùng đầu của chúng để lập uy, khiến đám thổ phỉ khiếp sợ. Ngài đốc quân, dù sao thì Tề Chiêu và trung đoàn bảo an hợp tác về bắt Kim Tam Pháo, chớp mắt liền qua cầu rút gián, sẽ khiến người ta dị nghị. Hồ đồ! Trung đoàn bảo an từ khi nào trở nên vô dụng như vậy chứ? 800 lính trung đoàn bảo an không đánh lại được lão Kim Câu có 200 người, còn phải dựa vào thổ phỉ Hắc Phong Lĩnh giúp đỡ. Hơn nữa lại còn là Hắc Phong Lĩnh công phá lão Kim Câu, bắt sống Kim Tam Pháo trước. Cậu có nghĩ tới nếu chuyện này truyền tới tai Thượng Phong,
đừng nói là trung đoàn trưởng, trung đoàn bảo an cậu. Ngay tất cả đốc viên đã thiết quan tôi đây cũng bị người ta cười nhạo cho vì đám nghị viên của tham nghị tỉnh nói này nói kia. Ngài đốc quân, tuy Tề Chiêu chiếm cứ Hắc Phong lĩnh, nhưng cậu ta hoàn toàn khác giới kim tam pháp của lão Kim Câu. Đừng nói những lời vô dụng đó với tôi. Cậu có biết trước khi tôi tới huyện Nữ Lâm đã báo cáo với tỉnh trưởng và hội tham nghị rồi? Hôm trước bổn đốc quân đích thân chỉ huy trung đoàn bảo an huyện Liễu Lâm, nhưng lúc hai bang thổ phỉ Hắc Phong lĩnh và lão Kim Câu tranh chấp nội bộ, dứt khoát xuất binh. Một lần tiêu diệt lão Kim Câu và Hắc Phong lĩnh, bắt sống hai tên cầm đầu. Cậu còn chưa hiểu sao? Tỉnh trưởng và tham nghị trưởng đã báo lên tổng thủ trưởng tiến cử tôi làm đốc quân tỉnh thành. Thư ký thủ tướng đã thu xếp cho tôi, văn bản sẽ nhanh chóng được phê duyệt. Ngài sắp lên đốc quân tỉnh thành sau. Vậy thì chức xin được chúc mừng ngài. Ngồi đi. Khoan hãy chúc mừng. Hiểu cho rõ việc cậu cần làm rồi chúc mừng cũng không muộn. Tề Chiêu hiểu rồi. Bất kể Tề Chiêu là thổ phỉ thật hay thổ phỉ giả, lần này cậu ta chết là cái chắc. Bởi vì cậu ta và Kim Tam Pháo đều là gạch gót chân của ngài đốc quân. Cậu hiểu thì tốt. Ba ngày sau sẽ bắn Tề Chiêu, Kim Tam Pháo. Chuyện này, Lương Tài, tôi nghe nói cậu cũng có thù với Tề Chiêu. Cậu từng thề phải giết chết cậu ta. Có chuyện này không? Đúng là có chuyện này. Vậy tại sao bây giờ cô hỏi báo thù ở ngay trước mặt cậu? Cậu do dự không quyết. Ngài đốc quân, Tề Chiêu và tôi có thù giết cha, nhưng tôi hy vọng có thể đường đường chính chính đối một trận sinh tử với cậu ta. Dù sao cũng là cậu ta đánh hạ lão Kim Câu trước, lại tự tay bắt sống Kim Tam Pháo, chớp mắt liền bị xử bắn với Kim Tam Pháo. Tôi, trong lòng tôi thấy không được yên. Lượng Tài à, đợi sau khi tôi lên làm đốc quân tỉnh thành, trung đoàn bảo an của các huyện lân cận, tôi dự định hợp nhất thành lữ đoàn bảo an. Thiếu tướng lữ đoàn trưởng sẽ do cậu phụ trách. Tôi rất cảm ơn đốc quân đã cất nhắc thề kết trung thành. Vậy ba ngày sau, Tề Chiêu chấp hành quân lệnh. Tôi còn tưởng là ai cơ đấy. Đây chẳng phải thổ phỉ đã anh hùng Tề Chiêu đó sao? Cậu bị nhốt vào đây sao? Ông trời đúng là có mắt. Báo ứng. Tề Chiêu, con trai, sao con lại ngoan thế cơ chứ? Con là con trai của ai vậy? Anh về rồi. Sao nổi giận đùng đùng vậy chứ? Sao thế? Không chiếm được lão Kim Câu sao? Chiếm được rồi. Vậy Tề Chiêu đâu? Tề Chiêu lập được công đầu, dẫn người tấn công lão Kim Câu, còn bắt sống được Kim Tam Pháo. Em biết mà, Tề Chiêu ra tay chắc chắn được mà. Anh làm gì đấy? Anh làm đứa bé sợ khóc rồi này. Tề Chiêu hiện giờ đang ở đâu? Không biết, không nhìn thấy. Có phải về Hắc Phong lĩnh rồi không? Em gái, cháu ngoại anh tên gì thế? Anh làm cậu nó kiểu gì thế? Cháu ngoại mình tên gì cũng không nhớ. Nó tên là Tề Tảo Tảo. Sau này gọi nó là Hạ Tảo Tảo đi. Tại sao chứ? Cứ quyết như thế đi. Lại làm sao nữa không biết. Nào uống đi. Nào cạn chén. Anh Tiểu Mã về rồi. Đại ca đâu?
Còn ở lão Kim Câu, anh tới cũng đúng lúc, chúng ta uống một chén đi. Nào Khiến Yên, nào, được được, anh em ta rót đầy. Nào nào, hai cậu cũng thoải mái thật nhỉ. Về từ khi nào đấy, bọn em về trước một bước. Anh Tiểu Mã, khoan, nói cho rõ trước đã. Hai cậu như vậy là sao? Nhẹ thì là tự làm theo ý của mình, nặng thì là lâm trận bỏ chạy. Anh Tiểu Mã, không phải em không phục anh. Đại ca trở về, chắc chắn sẽ thưởng cho em với Khiển Ngang. Mèo mập, nghĩ gì thế hả? Lâm trận bỏ chạy còn muốn được thưởng lớn sao? Cậu đang nằm mơ hả? Anh Tiểu Mã, nói thật cho anh biết vậy, hai bọn em đã mang hết số vàng, kim tam pháo cất giấu về đây rồi. Thật không? Khiển Ngang, không nói linh tinh chứ. Đương nhiên là thật, chắc chắn là thật rồi. Hơn 900 lượng vàng, một mình em giác vậy. Bây giờ dao cho em vẫn còn đau đây này, sao lại làm mình anh giác vậy chứ? Chắc chắn là một mình tôi rồi, chẳng phải anh. Được lắm, không ngờ đồ ngốc như cậu cũng có ít phết nhỉ. Anh nói ai ngốc hả? Anh nói cho rõ ràng nghe. Anh nói sai rồi, phạt anh ba chén. Tôi nói sai rồi. Nào nào, phạt ba chén trước. Nào nào, nào uống đi. Nào uống đi. Nào nào, uống đi. Nào cạn, cạn. Sáng nay mẹ đi dạo thật là mát lòng mát dạ. Một nửa cửa hàng trên đường lớn đều là của cô gia. Chuẩn quầy cửa hàng nào gặp mẹ cũng đều vô cùng khách sáo. Con có nghe thấy không? Mẹ, con đang nghe đây. Chuẩn quầy của tiệm trà thì tặng lá trà. Chuẩn quầy tiệm mai thì mai quần áo miễn phí cho mẹ. Còn chỗ điểm tâm này đều là cửa tiệm Bách Hóa Nam Bắc tặng. Ngân Phượng, con ăn thử đi. Con không đói. Con nhìn đĩa điểm tâm này đi. Nghe nói là món năm xưa từ khi lão Phật gia thích ăn nhất đó. Con ăn thử đi. Con làm sao thế? Ngày vui như hôm nay, sao con lại không vui như vậy chứ? Mẹ, con nhớ con trai của con. Cô gia về rồi sao? Anh về rồi. Nghe nói anh đi đánh thổ phỉ. Đúng thế, cô gia đi đánh thổ phỉ sao? Có phải Hắc Phong lĩnh không? Mẹ, nói linh tinh gì đó. Được rồi, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ về phòng trước. Anh nói chưa? Em bảo nhà bếp làm chút gì đó cho anh ăn nhé. Sao em không hỏi anh đánh thắng hay không? Bất kể thắng hay thua, anh về là tốt rồi. Em nghĩ thoáng thật đó. Nói cho em biết, bổn viện trưởng đã giành chiến thắng mã đáo thành công. Phải rồi, ngày mai em hãy lên Hắc Phong lĩnh. Em lên Hắc Phong lĩnh sao? Đón con trai về. Vậy Tảo Tảo thì sao? Tảo Tảo đương nhiên ở nhà chúng ta rồi. Tề Chiêu có thả Tiểu Long về không? Em cứ nói đây là ý của Tề Chiêu. Vậy Tề Chiêu đâu? Cậu ta cùng về đây với anh. Tề Chiêu đang ở huyện Liễu Lâm sao? Anh ấy ở đâu? Ở phủ huyện chính. Em muốn gặp anh ấy, được không? Không được. Đốc quân Quả Thắng muốn nói chuyện riêng với Tề Chiêu, không cho phép ai làm phiền. Tiểu thư, em bé ngủ rồi. Được, em ra ngoài đi. Dân. Em gái, cháu ngoại anh tên gì? Anh làm cậu nói kiểu gì thế? Cháu ngoại mình mà cũng không nhớ tên gì. Nó tên là Tề Tảo Tảo. Sau này gọi nó là Hà Tảo Tảo đi. Tề Chiêu đang ở huyện Liễu Lâm sao? Anh ấy ở đâu? Ở phủ huyện chính. Em muốn gặp anh ấy, được không? Không được. Đốc quân Quả Thắng muốn nói chuyện riêng với Tề Chiêu, không cho phép ai làm phiền. Anh chắc chắn giấu mình chuyện gì? Liệu Tề Chiêu có gặp chuyện gì không? Nào, nếm thử cái này. Ít này đủ ăn không? Đúng vậy, suốt ngày ăn thứ này. Anh,
Bây giờ chúng ta có tiền rồi. Cậu thích ăn thì ăn, không ăn thì cút đi cho tôi. Không hay rồi, không thấy chủ môn đâu cả. Tôi chạy về để báo tin. Anh ấy dẫn theo hai tu soái đi gặp tiểu đoàn trưởng một. Đến tối vẫn chưa thấy về. Anh ấy đi đâu gặp tiểu đoàn trưởng một? Đến phòng ngủ của Kim Tam Pháo. Đã đi tìm chưa? Buổi tối tôi có tới phòng của Kim Tam Pháo thám thính. Kết quả là cửa khóa. Tôi trèo cửa sổ vào, không thấy đại trưởng môn. Nhưng hai tiêu soái đi cùng anh ấy bị đánh chết rồi, thi thể nằm dưới đất. Chuyện này, đại thiếu phu nhân, đại trưởng môn lần này là nít dữ nhiều rồi. Phải làm sao đây? Cô nói gì đi chứ? Tôi quyết định rồi, sẽ tới lão Kim Câu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không được. Hiện giờ lão Kim Câu có hai tổ đội của trung đoàn bảo an canh gác. Nếu cô tới đó gặp bất chắc thì phải làm sao? Không phải các anh có đường bí mật sao? Bị trung đoàn bảo an phát hiện rồi, ai ngờ bọn họ lật mặt nhanh như vậy chứ. Hai tiêu sói kia chết như thế nào? Bị súng bắn chết. Tề Chiêu chắc chắn còn sống, 89% là bị trung đoàn bảo an bắt đi rồi. Đoán chừng họ sẽ không để Tề Chiêu ở lại lão Kim Câu. Có lẽ đến huyện thành rồi, nên tôi phải tới huyện thành. Giờ tôi kêu các anh em đi cùng cô. Không cần. Chỗ này dù sao cũng là căn cứ của Tề Chiêu, cho nên để lại một ít anh em bảo vệ Hắc Phong lĩnh. Được, giờ tôi sẽ đi sắp xếp. Được. Kẻ nào? Lên! Đứng lại! Đứng lại! Không được chạy! Đừng! Đừng bắn! Đừng bắn! Đừng! Đừng bắn! Là anh! Tôi phải giết anh! Phu... Phu nhân tốt! Phu nhân tốt! Bà cô tốt, cô tuyệt đối đừng bắn. Chuyện năm đó, không thể trách tôi. Là Hồ Tam Đao ép tôi làm vậy. Thật sự không thể trách tôi. Phu nhân tốt, tha cho tôi đi, đừng nổ súng. Anh là người của Hắc Phong lĩnh sao? Tôi là nhị đương gia của Hắc Phong lĩnh. Tôi muốn lên núi, anh dẫn tôi đi. Lên núi sao? Vậy... Vậy phải nghe tôi. Anh nói đi. Trả súng lại cho tôi. Nằm mơ đi. Phu nhân, như vậy không được. Trả súng cho anh ta. Phu nhân, tôi nói cậu không nghe thấy sao? Cô muốn lên núi cũng được. Chỉ được một mình phu nhân lên núi. Không được. Chúng tôi phải bảo vệ phu nhân. Cùng phu nhân lên núi. Tiểu đoàn trưởng 2, các cậu ở đây chờ đi. Đi được chưa? Khoan đã. Tôi còn chưa nói xong mà. Anh còn muốn nói cái gì nữa? Bọn họ phải giao hết súng cho tôi. Chờ. Chờ khi nào cô xuống núi, tôi sẽ trả lại cho bọn họ. Làm gì có lý đó. Chúng tôi ở đây chờ. Dựa vào cái gì mà giao nộp súng? Trưởng quan, ngài đừng tức giận. Ngài nghĩ mà xem. Một mình tôi dẫn phu nhân lên núi, các người theo sau, đánh nấp thì phải làm sao? Tiểu đoàn trưởng 2, giao súng cho anh ta đi. Các cậu ở đây nghỉ ngơi, chờ tôi xuống núi. Nhưng không yên nghĩ gì cả. Không nghe thấy sao? Toàn bộ nghe lệnh tôi. Giao súng cho tên mập này bảo quản. Ở lại chỗ này nghỉ ngơi chờ lệnh. Rõ. Anh lúc nãy gọi tôi là gì? Anh còn muốn làm gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa coi. Nhị đương gia, anh đại nhân độ lượng, đừng chấp với tôi làm gì. Vậy còn tạm được. Mời phu nhân, chúng ta lên núi. Đi. Đại thiếu phu nhân, đi đường cẩn thận đấy. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm được đại trưởng môn Mã Đại Tráng. Cậu phải bảo vệ đại thiếu phu nhân thật tốt đấy.
Yên tâm đi, có tôi đây, không ai dám động vào một sợi tóc của đại thiếu phu nhân đâu. Các anh em, Hắc Phong Đỉnh giao lại cho các anh đó. Bảo trọng. Cáo từ. Tôi về rồi. Tôi về rồi đây. Tôi áp giả phu nhân của Hạ Lượng Tài về rồi đây. Ngân Phượng, chị còn nhớ tôi không? Thượng quan tiên sinh. Nhớ chứ, nhớ chứ. Không phải cô dạy học ở trường tiểu học quốc dân sao? Bây giờ đã là áp trại phu nhân của Hắc Phong Lĩnh rồi. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân sao? Đại chiêu lại cưới cô làm vợ sao? Tôi không muốn lấy Hạ Lượng Tài nên đã nương nhờ Tề Chiêu. Đại thiếu phu nhân, để khách đứng ngoài này hình như không phải đạo tiếp khách của Tề Chiêu. Phu nhân, mời vào trong. Nào, mời vào trong. Mời, mời vào trong. Đây, cầm lấy súng. Mời phu nhân ngồi. Gọi tôi Ngân Phượng được rồi. Vậy được, Ngân Phượng. Chị tới Hắc Phong Lĩnh, tôi nhớ con trai tôi. Tôi muốn gặp nó. Là ai bảo chị tới đây? Mẹ muốn gặp con là lý lẽ hiển nhiên, còn cần người khác nói sao? Đại thiếu phu nhân, nên đề phòng người phụ nữ này. Cũng đúng. Có điều chuyện này Tề Chiêu và Hạ Lượng Tài đã nói với nhau từ trước. Để tôi hỏi Tề Chiêu đã. Tề Chiêu không ở Hắc Phong Lĩnh, cô hỏi kiểu gì? Sao chị biết Tề Chiêu không ở Hắc Phong Lĩnh chứ? Anh ấy đang ở huyện Liễu Lâm. Cô không biết sao? Huyện Liễu Lâm. Chị nghe ai nói vậy? Hạ Lượng Tài. Thích thân anh ta nói vậy sao? Vậy anh ta có nói Tề Chiêu tới huyện Liễu Lâm làm gì không? Là đốc quân Quả Thắng ở Đả Thiết Quan nói chuyện riêng với Tề Chiêu. Hóa ra là vậy. Đại thiếu phu nhân, không thể lơ là. Mèo mập, dân trà. Phu nhân chờ một lát, giờ tôi vào bế con trai của chị ra đây. Cảm ơn, cảm ơn đại thiếu phu nhân. Đại thiếu phu nhân, không thể cho cô ấy gặp đứa bé được. Tại sao chứ? Chuyện này rất có vấn đề. Cô ta sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc này. Tôi lo cô ta không có ý tốt. Được rồi, tôi tự có tính toán. Đại thiếu phu nhân, tránh ra đi. Con trai, con trai của mẹ. Mẹ tới rồi đây. Mẹ tới rồi đây. Phu nhân có thể yên tâm. Em bé mập mạp trắng trẻo, lại ngoan ngoãn. Cô có thể yên tâm được rồi. Tề phu nhân, vừa rồi nhị đương gia nói con trai tôi được Tề phu nhân đích thân chăm sóc, việc tôi nên làm. Cảm ơn Tề phu nhân. Con trai của Tề Chiêu cũng được nuôi ở Hạ phủ, đều là việc nên làm cả. Tề phu nhân, tôi có thể bế con tôi về không? Vậy không được. Tôi chỉ có thể cho chị thăm nó, không thể bế đi. Nhưng Tề Chiêu nói cho tôi bế nó về. Tề Chiêu nói vậy sao? Chính miệng anh ấy nói vậy sao? Cũng không phải. Là Hạ Lượng Tài nói với tôi, Tề Chiêu nói vậy. Hạ Lượng Tài sao? Phu nhân, tôi tin tưởng phu nhân. Nhưng mà lời của Hạ Lượng Tài tin được sao? Chuyện này. Nhưng tôi không gặp được con. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cô bảo tôi phải sống làm sao đây? Để tôi. Tiểu Long ngoan. Ngoan. Tề phu nhân, xin cô hãy xót thương cho tôi. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ chết ở đây. Chị đừng như vậy. Bế đứa bé đi. Nào, trả con lại cho tôi. Ngân Phượng, Ngân Phượng, trả con lại cho tôi. Chị như vậy nó sẽ sợ đó. Không được như vậy. Ngân Phượng, chị đừng như vậy. Vậy cô cho tôi bế nó đi đi. Tôi chỉ đưa nó về huyện Liễu Lâm nuôi vài ngày. Nó không nhận ra người mẹ này luôn rồi.
nuôi vài ngày. Sau đó thì sao? Sau đó sẽ lại đưa nó tới đây. Thật sự chị nghĩ như thế sao? Ngân Phượng, chị nhìn tôi đi. Là Hạ Lương Tài bảo chị tới đây, đúng không? Ngân Phượng, nể tình tôi chăm sóc con trai chị, trả lời câu hỏi của tôi được không? Câu hỏi gì? Cô nói đi. Chị muốn Tề Chiêu chết sao? Cô nói gì? Trả lời tôi, muốn nãy sống hay chết? Tại sao cô lại hỏi như vậy chứ? Ai muốn hại Tề đại ca? Trả lời tôi. Sao tôi lại muốn anh ấy chết chứ? Nếu anh ấy chết, tôi sẽ đau lòng cả đời. Tôi tin chị. Bây giờ chúng ta sẽ xuống núi. Bây giờ đi cứu Tề đại ca. Nhưng con trai tôi thì sao? Thằng bé ở lại đây, Tề đại ca có thể còn cứu được. Nếu chị bế nó đi thì Tề đại ca là nít dữ nhiều rồi. Cô nói vậy ý là sao? Chúng ta vừa đi vừa nói, không kịp nữa rồi. Quyền trưởng Thường, Ngọc Giao, vừa rồi cô gọi tôi là quyền trưởng sao? Đừng trêu chọc tôi. Tôi đã không còn là quyền trưởng từ lâu rồi. Bây giờ quyền trưởng là anh trai cô. Trong lòng tôi, quyền trưởng Quyền Nữ Lâm chỉ của anh thôi. Anh trai tôi làm trung đoàn trưởng đã được cất nhắc lắm rồi. Làm quyền trưởng đúng là chuyện nực cười. Người cấp trên không biết làm sao nữa. Người làm được thì cách chức, người không làm được thì thăng chức. Không phải đem người dân Quyền Nữ Lâm ra làm trò đùa sao? Ngọc Giao, cô đứng trước cửa phủ Nguyễn Chính nói vậy là không muốn tôi sống nữa sao? Tôi... Thường đại ca, Thường đại ca, tôi nói có thể anh không tin, nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ tin được có mình anh thôi. Chồng tôi có thể gặp nguy hiểm rồi. Anh là anh em của anh ấy, giúp anh ấy đi. Sao thế? Tề Chiêu bị làm sao? Tề Chiêu hiện đang ở huyện Liễu Lâm, anh biết không? Cái gì? Anh ấy đang ở huyện Liễu Lâm, nhưng cổng thành còn dán cáo thị truy nã anh ấy mà. Anh ấy cùng anh trai tôi đi đánh lão Kinh Câu, anh biết chuyện đó không? Tôi biết, vẫn là người anh em của tôi có nghĩa khí. Thật không ngờ có thể bỏ qua thù cũ, bắt tay với Hạ Lượng Tài. Hiện giờ Tề Chiêu đang ở trong phủ huyện chính đó. Cô nói gì? Nghe nói đốc quân quả thắng, muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy. Cô nghe tin này từ đâu vậy? Phu nhân, đứa bé đâu rồi? Không được Tề Chiêu đồng ý, họ không cho tôi mang đứa bé đi. Khốn kiếp! Các vị trưởng quan, các vị quan gia, đi thông thả, không tiễn. Đợi chút, chúng tôi đâu? Nói thật cho anh biết, vài khẩu súng động nát của các anh, tiểu gia đây không thèm để mắt tới. Đã vậy thì trả cho chúng tôi đi. Chưa từng nghe câu nhổ lông chim nhạn bay qua sao? Mấy khẩu súng đó coi như là phí mua đường. Khốn kiếp! Đã nói tạm thời bảo quản, anh muốn nuốt lời sao? Anh chưa từng nghe câu này sao? Tú tài gặp phải binh, có lý cũng không nói lại. Trưởng quan gặp thổ phỉ, tốt nhất đừng mở miệng. Tự ý cất giấu vũ khí, đúng là to gan tài trời. Người đâu, lên cho tôi, tất cả đứng yên. Cẩn thận súng của tôi không có mắt. Tiểu đoàn trưởng hai, bỏ đi. Chuyện này để sau rồi tính. Về Quyền Liễu Lâm trước. Rút! Thế nào gọi là anh hùng hào kiệt? Ông đây chính là anh hùng. Xem tên mập kia, đắc ý cái gì chứ? Được rồi, đừng nói nữa. Đi. Khốn kiếp! Ngọc Giao, sao cô biết anh trai cô muốn hại Tề Chiêu? Tôi hỏi anh ấy Tề Chiêu đang ở đâu. Anh ấy nói không biết. Tôi lại hỏi anh ấy có phải từ lão Kim Câu về Hắc Phong Lĩnh rồi không. Anh ấy không trả lời. Nhưng mà sau đó tôi nghe anh ấy nói với Ngân Phượng là Tề Chiêu đang ở phủ huyện chính, nói chuyện riêng với đốc quân Quả Thắng. Tôi đã âm thầm hỏi thăm đốc quân ở phủ huyện chính, nói chuyện với Hà Lượng Tài một lúc, sau đó đi gặp các vị cục trưởng, bảo họ phải trung thành với Hà Lượng Tài, một lòng vì nước. Sau đó họ rời khỏi phủ huyện chính.
Hạ Lượng Tài trước mặt Ngọc Giao thì nói thế này, trước mặt Ngân Phượng thì nói thế kia. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Có khi nào Hạ Lượng Tài muốn độc chiếm công tiêu diệt Kim Tam Pháo, giở thủ đoạn giới tề chưa không? Ngoài chuyện đó, tôi không nghĩ ra còn lý do nào khác. Mọi người, bất kể chuyện là thế nào, các anh và Tề Chiêu từng là ngự tiền thị vệ, đều là anh em tốt của nhau. Trước mắt chúng ta phải tìm được tung tích của anh ấy. Quảng Bình, có khi nào Tề Chiêu bị nhốt ở trong nhà giam không? Không thể nào. Không có lệnh của em, không ai dám nhốt người vào trong nhà giam đâu. Nếu có người lén giam lại thì sao? Cũng không thể nào. Trưởng cai ngục là người của em. Nếu có, anh ta đã gọi điện báo cho em rồi. Vậy có khi nào Hạ Lượng Tài nhốt Tề Chiêu vào trung đoàn bảo an không? Không thể nào. Đốc quân đang ở trung đoàn bảo an. Ngoài đốc quân ra, không có ai vào trung đoàn bảo an cả. Có thể Tề Chiêu không hề ở huyện Liễu Lâm. Quảng Đình, cậu mau chóng phái người đi điều tra chuyện này. Dân, em đi ngay. Đi đi. Ngọc Giao, cô về trước đi. Bên này hãy có tin, tôi sẽ báo cho cô ngay. Được. Làm phiền các anh rồi. Đại ca, em cũng đi đây. Người của trung đoàn bảo an sao lại chạy tới đây gác rồi? Còn dùng cả súng cơ. Người của chúng ta đâu? Anh là cục trưởng, anh còn không biết, chúng tôi làm sao mà biết được? Qua đây. Chào trưởng quan. Người anh em, tôi thấy cậu lạ mặt. Ở bộ phận nào thế? Tiểu đồng một trung đoàn bảo an. Trung đoàn bảo an? Nơi này do cục cảnh sát quản lý. Các cậu đứng nhầm chỗ rồi. Báo cáo trưởng quan, chúng tôi làm theo lệnh của tiểu đoàn trưởng. Tiếp quản công việc giám ngục, tiếp quản công việc cai ngục sau. Chuyện lớn như vậy, sao cục trưởng như tôi lại không biết chứ? Vào trong xem. Xin lỗi trưởng quan, anh không được vào. Được lắm. Có phải tôi dễ dãi quá với cậu không? Đây là địa bàn của tôi. Tôi xem hôm nay ai dám cản tôi. Xin lỗi trưởng quan, đây là lệnh của cấp trên chúng tôi. Ăn canh hầm mật báo rồi sao? Tên cấp trên chó má nào? Tôi nói đó. Tôi còn tưởng là ai. Thì ra là anh. Tiểu đoàn trưởng một. Ngài cục trưởng thật có mắt nhìn. Anh ra lệnh không cho tôi vào sao? Cục trưởng bất giận, không phải nhằm vào anh. Trong vòng 3 ngày, công việc canh gác nhà giam sẽ do trung đoàn bảo an lo. Không có lệnh của trung đoàn trưởng, không ai được phép vào. 3 ngày sau thì sao? 3 ngày sau, chúng tôi sẽ lập tức rút, trả lại chỗ này cho anh. Được. Nếu đã là ý của cấp trên, vậy tôi không làm khó anh nữa. Phải rồi. Làm phiền tiểu đoàn trưởng một nói với trưởng cai ngục, tiền lương tháng này đã có. Kêu anh ta tới văn phòng tôi một chuyến. Được chứ? Đương nhiên được rồi. Làm phiền anh. Chúng ta đi. Báo cáo cục trưởng, tuy chức có mặt. Trung đoàn bảo an tiếp quản nhà giam từ khi nào? Báo cáo, tối qua. Tại sao không báo cáo với tôi? Tuy chức đáng chết. Tối qua tiểu đoàn trưởng 1 sau khi tiếp quản nhà giam đã gọi tôi đi uống rượu. Tôi uống sai quá. Cậu đúng là cái đồ ngu. Tuy chức tỉnh dậy liền báo cáo với anh đây. Tôi hỏi cậu, nhà giam có phạm nhân nào mới tới không? Có. Có một người. Ai? Kim Tam Pháo của lão Kim Câu. Kim Tam Pháo. Còn ai không? Hết rồi. Không thể nào. Vì một kẻ cầm đầu đám thổ phỉ mà cần tới cả người trung đoàn bảo an sao? Có khi nào họ sợ dư đảng của lão Kim Câu cướp ngục không? Làm gì còn dư đảng nào chứ? Trưởng cai ngục, có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không? Không có. Đúng là biết mặt không biết lòng. Cục cảnh sát của tôi còn đang thiếu một phó cục trưởng. Tôi tưởng cậu là người của mình, định vài ngày nữa đề bà cậu. Không ngờ cậu lại chơi trò gian dối với tôi. Chuyện lớn như vậy mà cậu lại dám giấu tôi. Cục trưởng, tôi thì làm gì có chuyện giấu anh chứ.
cậu muốn tôi nói ra, hay là tự cậu nói cho tôi biết? Báo cáo. Thực ra phạm nhân còn một người nữa. Ai? Tiểu đoàn trưởng một bắt tôi giữ bí mật, không được nói. Anh ta là cái thái gì chứ? Nói. Là tề chiêu của Hắc Phong lĩnh. Tề chiêu ở trong nhà giam thật. Đúng thế. Tối đó tiểu đoàn trưởng một cùng tôi uống rượu, anh ta cũng muốn say, còn nói. Còn nói gì? Nói. Nói là ngài đốc quân ra mật lệnh, 3 ngày sau sẽ xử bắn tề chiêu kim tam pháo. Chúng ta đi. Sao cô lại ở đây? Cô đi tìm Tề Chiêu sao? Tìm được chưa? Tôi tìm được rồi. Cô tìm được rồi. Anh ấy đang ở đâu? Đang ở trong nhà giam phủ huyện chính. Nhà giam phủ huyện chính. Anh ấy bị bắt rồi. Bị anh trai của cô bắt sao? Cô còn nghe được tin nhưng xấu hơn. 3 ngày sau anh ấy và Kim Tam Pháo sẽ bị xử bắn. Tên khốn hạ Lượng Tài, vô sĩ cặn bã, đúng là tên súc sinh. Câu này thật khó nghe, nhưng anh ấy đúng là tên súc sinh. Không phải cô hận tôi sao? Sao còn tới tìm tôi? Tôi giờ làm gì có thời gian hận không hận cô chứ? Tôi chỉ muốn Tề Chiêu sống sót. Vậy cô có nghĩ ra cách gì cứu Tề Chiêu không? Tôi không có cách gì, nên mới đến đây hỏi cô, xem cô có cách gì không. Tôi đương nhiên có cách. Cô nói xem, có cách gì? Được lắm Hạ Ngọc Dao. Thì ra cô muốn nói cho anh trai cô biết, để anh ta đề phòng. Cô mau nói đi chứ. Mạng người quan trọng, không phải trò đùa. Hơn nữa, Tề Chiêu bị anh trai của cô ta bắt đi. Sao mình có thể hoàn toàn tin tưởng cô ta?